Kinh nguyệt liệu có phải là máu bẩn so sánh với máu bình thường? Sự thật được hé lộ dưới kính hiển vi. Nhiều người có quan niệm phụ nữ đến ngày có nghĩa là không sạch sẽ. Vậy kinh nguyệt có thực sự là máu bẩn? Cùng tin nhanh khám phá và so sánh trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, chúng ta trích một ít máu ở ngón tay để soi thử. Đây là máu của chúng ta, có nhiều tế bào hồng cầu bên trong. Chức năng chính là vận chuyển oxy và CO2. Ngoài ra, trong máu còn có các tế bào bạch cầu có chức năng bảo vệ cơ thể. Vậy, còn kinh nguyệt thì sao? Khi soi dưới kính hiển vi, có thể thấy máu kinh cũng giống như máu bình thường, hoàn toàn sạch sẽ và có các tế bào hồng cầu. Ngoài ra thì chỉ có thêm biểu mô bong ra do cơ chế rụng trứng của con người, chứ không hề có tạp chất nào đâu. Vậy nên, các bạn hãy tỉnh táo trước những quan niệm sai lệch, yêu quý và trân trọng cơ thể mình vì vốn dĩ được sinh ra đã được tạo hóa ban cho thiên chức làm mẹ, phụ trách việc sinh sản, bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị và những câu chuyện kỳ thú.